Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine muốn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích kế hoạch giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev. Cụ thể, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nên vạch kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine mà ông khẳng định sẽ chỉ mất 24 giờ nếu ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 11. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vào năm 2022, ông Trump đã nhiều lần nói rằng xung đột sẽ không gia tăng nếu ông vẫn còn là Tổng thống Mỹ và thề sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng chỉ trong một ngày nếu ông đắc cử một lần nữa. Trong cuộc tranh luận tuần trước với Tổng thống Joe Biden, ông Trump đã nhắc lại lời hứa này, tuyên bố rằng ông có thể nhanh chóng giải quyết xung đột ngay cả trước khi ông chính thức nhậm chức. Tuy nhiên, ông vẫn chưa nêu rõ ông sẽ kết thúc cuộc giao tranh như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7, ông Zelensky yêu cầu ông Trump tiết lộ chi tiết kế hoạch của mình để Kiev biết cần chuẩn bị những gì vào tháng 11. Ông Zelensky nói, tôi muốn biết cần phải làm thế nào để kết thúc nhanh chóng một cuộc giao tranh. Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng, nếu ông Trump biết cách kết thúc cuộc giao tranh này, ông ấy nên cho chúng tôi biết ngay hôm nay, bởi vì nếu có những rủi ro đối với nền độc lập của Ukraine và có những rủi ro mất tư cách nhà nước, chúng tôi muốn chuẩn bị cho điều này. Ông Zelensky giải thích thêm rằng Kiev cần hiểu rõ liệu họ có nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ trong trường hợp ông Trump tái đắc cử hay sẽ hoàn toàn đơn độc. Theo phóng viên Anne-Marie Orden của Bloomberg, người thực hiện cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho biết nhóm của ông sẵn sàng gặp ông Trump để xem xét các đề xuất của ông. Tuy nhiên, trước đó, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Andriy Yermak nói với các phóng viên trong chuyến thăm Washington rằng Kiev sẽ lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào về cách đạt được hòa bình hợp lý trong cuộc giao tranh nổ ra ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ông Yermak nói thêm, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng thỏa hiệp vì những điều và những giá trị rất quan trọng, nền độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Chuyến thăm của ông Yermak diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức vào tuần tới tại thủ đô của Mỹ, nơi vấn đề Ukraine được dự kiến sẽ là chủ đề thảo luận chính. Ông Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, đang là đối thủ của đương kim Tổng thống Joe Biden cho biết trong cuộc tranh luận giữa hai chính khách này vào tuần trước rằng nếu tái đắc cử vào tháng 11, ông sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc giao tranh ở Ukraine trước khi nhậm chức vào tháng 1. Ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện điều đó, nhưng Reuters đưa tin các cố vấn của ông Trump đã vạch ra lộ trình hòa bình ở Ukraine, trong đó bao gồm lệnh ngừng bắn ban đầu dọc chiến tuyến trong các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi Kiev sẽ không phải chính thức nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ tranh chấp nào cho Moscow. Là một phần kế hoạch, Nga cũng được bảo đảm rằng các cuộc đàm phán gia nhập NATO của Ukraine sẽ bị hoãn lại. Mặc dù Moscow không bác bỏ kế hoạch này một cách thẳng thừng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng giá trị của bất kỳ kế hoạch nào đều phải tính đến tình hình thực tế trên thực địa. Theo một bài viết trên tờ Politico, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, cựu Tổng thống Mỹ và có khả năng là Tổng thống tương lai của nước Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét một thỏa thuận với Nga để không mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia. Ông Trump được cho là đối thủ nặng ký của Đảng Cộng Hòa, thách thức Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chiến dịch tranh cử của ông vẫn chưa nêu tên một đội ngũ an ninh quốc gia hoặc công bố một chương trình nghị sự mới cho NATO, nhưng tạp chí Politico đã hé lộ một điều có thể xảy ra trong một bài viết được đăng tải hôm 2 tháng 7. Là một phần trong kế hoạch dành cho Ukraine chưa từng được công bố, ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang cân nhắc một thỏa thuận, mà trong đó NATO cam kết không mở rộng thêm về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, và đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về phần lãnh thổ của Ukraine mà Nga có thể giữ lại. Bài viết dẫn lời hai chuyên gia an ninh quốc gia thân cận với ông Trump cho biết. Một nguồn tin giấu tên được cho là quen thuộc với ông Trump cho biết, ông cởi mở với việc chấp nhận ngăn chặn việc mở rộng của NATO và không quay trở lại đường biên giới năm 1991 đối với Ukraine, nhưng cũng không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm cả việc cung cấp số lượng lớn vũ khí cho Kiev. Mặc dù ông Trump không có khả năng rút Mỹ hoàn toàn khỏi NATO, nhưng ông có khả năng sẽ cải tổ khối liên minh do Mỹ lãnh đạo để khiến các thành viên ở châu Âu của khối này đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, điều mà các nguồn tin của Politico lo ngại rằng họ thực sự không đủ khả năng thực hiện. Theo một nguồn tin ẩn danh thân cận với ông Trump, các thành viên châu Âu trong khối không chi ít nhất 2% GDP cho quân đội, sẽ không được hưởng sự hỗ trợ lớn về quốc phòng và an ninh của Mỹ. Elbridge Colby, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách chiến lược dưới thời ông Trump, nói với tờ Politico rằng Mỹ không có đủ lực lượng quân sự để đi khắp nơi. Chúng tôi không thể bẻ gãy ngọn giáo của mình ở châu Âu trước người Nga khi chúng tôi biết rằng Trung Quốc và Nga đang hợp tác và Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm và đáng kể hơn. Ông Corbyn nói thêm rằng các thành viên châu Âu trong khối cần phải xây dựng các lực lượng đáng tin cậy để chiến đấu nhằm đối phó với một cuộc tấn công của Nga giống như hiện nay. Là một phần trong kế hoạch định hướng lại triệt để NATO dưới thời ông Trump, Mỹ sẽ duy trì các căn cứ không quân và hải quân ở châu Âu, nhưng để phần lớn bộ binh, thiết giáp, hậu cần và pháo binh cho các đồng minh ở lục địa này xử lý. Theo Politico, các nước EU rõ ràng là chưa sẵn sàng để sớm đảm nhận vai trò quân sự được mở rộng đáng kể, trong khi lục địa này yếu hơn về kinh tế và phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung năng lượng từ Mỹ hơn bao giờ hết. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những ý kiến này không phải đều từ ông Donald Trump. Richard Grenell, cựu quyền giám đốc tình báo quốc gia cho biết trên mạng X, trước đây là Twitter, trong phản ứng trước bài viết của Politico, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin này. Truyền thông của Nga đưa tin, cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào bán đảo Crimea đêm ngày 1 rạng sáng mùng 2 có sự điều phối của máy bay trinh sát thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo AVA Pro, các chuyến bay trinh sát của máy bay không người lái NATO đã gia tăng đáng kể trên Biển Đen những tuần gần đây. Ngoài máy bay chống ngầm P-8 Poseidon thường xuyên tuần tra trên Biển Đen, máy bay trinh sát RC-135VK Rivet Joint của Anh từ căn cứ không quân Waddington cũng đã được triển khai đến gần Sevastopol. Nhưng giới quan sát lưu ý rằng RC-135VK Rivet Joint được trang bị khả năng trinh sát điện tử tiên tiến, có khả năng phân tích tín hiệu, cung cấp thông tin có giá trị cho việc lập kế hoạch và hỗ trợ cuộc tấn công. Được biết vào đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 tháng 7, các vụ nổ đã được ghi nhận tại Sevastopol và Balaklava thuộc bán đảo Crimea. Thống đốc Sevastopol Mikhail Razov Hayev đã cho biết trên kênh Telegram rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 4 mục tiêu trên không và các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Balaklava và khu vực Biển Đen. Trong một báo cáo hồi cuối tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết số lượng các chuyến bay của máy bay không người lái Mỹ và NATO ở Biển Đen ngày càng gia tăng. Báo cáo nhấn mạnh rằng những chuyến bay như vậy đã làm tăng khả năng xảy ra sự cố trên không liên quan đến việc máy bay quân sự của Nga và gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO với Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov yêu cầu quân đội nước này trình bày kế hoạch về cách phản ứng trước những hành động khiêu khích liên quan đến sự can dự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc có thể nắm giữ chìa khóa giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg ngày 2 tháng 7, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng lớn đến Nga tới mức Bắc Kinh có thể khiến cuộc xung đột ở Ukraine khép lại chỉ bằng một cuộc điện thoại. Cụ thể, Tổng thống Phần Lan nói, một cuộc gọi từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nếu ông Tập nói, giờ đã đến lúc thương lượng hòa bình, Nga sẽ buộc phải làm vậy. Tổng thống Phần Lan cho rằng Moscow lúc này không có nhiều lựa chọn. Tổng thống Phần Lan cũng cho biết, Nga sẽ buộc phải bắt đầu đàm phán với Ukraine nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc nhất quyết yêu cầu điều này vì theo ông Stubb, Nga không còn lựa chọn nào khác. Đồng thời, ông Stubb tin rằng hiện không thể đề cập về lệnh ngừng bắn và kêu gọi cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, việc chấm dứt xung đột Ukraine có thể mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Quốc gia luôn bảo vệ các quy tắc quốc tế liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Ông Stubb cho biết, điều này thể hiện sức lãnh đạo của Trung Quốc. Hiện Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của Tổng thống Phần Lan. Cũng theo Tổng thống Phần Lan, việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ là mối quan tâm của Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng về một giải pháp hòa bình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Hồi tháng 5, khi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mong muốn của Trung Quốc về việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế có sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Trung Quốc đã không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng 6, trong khi đó Nga cũng không được mời dự sự kiện này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning lên tiếng ngày 31 tháng 5 về hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được cả Nga và Ukraine thông qua với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên, và tất cả các đề xuất hòa bình phải được thảo luận công bằng và bình đẳng.